Xin chào bình luận viên Quang Huy. Ngoài những thông tin báo chí đã đăng tải, theo anh, điều gì là bản chất khiến Mourinho bay ghế? Tôi nghĩ là việc Mourinho phải bay ghế, đầu tiên là vì kết quả của Chelsea rất là tồi. Không thể ngờ một cái đội bóng vô địch mùa trước nhưng mà mùa này lại chơi bết bát như thế và nằm trong top cuối của giải Ngoại hạng Anh. Mourinho không ngờ một cái điều là mùa giải năm nay bóng Anh lại hấp dẫn và chất lượng các đội dưới lại nâng lên như thế. Đầu mùa giải ông ta từng nói rằng là có lẽ không có mùa nào mà các đội bóng lớn mất điểm nhiều như mùa này. Và thực sự chính ông ta cũng không ngờ là cái sự khắc nghiệt nó lại biến cho một người đặc biệt bây giờ lại bỗng nhiên trở thành một number one, tức là một người rất là bình thường. Thì Mourinho phải nói là trong cách ứng xử của ông ta thì cũng có nhiều cái gây ức chế cho mọi người. Hễ cứ thua là có một ai đó để đổ tại, không trọng tài thì cầu thủ và thậm chí là cả nữ bác sĩ nữa. Đến gần đây thì ông ta đã tấn công chính cầu thủ của mình và tôi nghĩ là cái việc ông ta phải ra đi nó giống như một giọt nước tràn ly. Ở UEFA Champions League thì Chelsea đã cố gắng vượt qua khe cửa hẹp nhưng mà ở giải Ngoại hạng thì quá bết bát và cái việc ra đi có lẽ nó tốt cho cả hai. Tôi nghĩ là cả hai đều vui vẻ thôi chứ không có gì băn khoăn cả. Chelsea sẽ ra sao thời hậu Mourinho khi Hiddink cũng chỉ ứng cứu đội bóng này một thời gian ngắn và gần đây ông ta chưa thành công với đội bóng nào? Với tôi thì Hiddink có lẽ chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Hiddink đã từng dẫn dắt Chelsea nhưng mà đó là giai đoạn trước khi mà giải Ngoại hạng Anh và bóng đá nói chung chưa khốc liệt như bây giờ. Ở Hiddink gần đây cũng không thành công với những bóng ông ta dẫn dắt. Và quan điểm của tôi là cái thế hệ già của Hà Lan như là Hiddink, Dick Advocaat rồi là Van Gaal thì đã lạc hậu mất rồi. Và có lẽ họ chỉ là một giải pháp tạm thời, giống như là một cái cầu nối và là một người đã từng quen với cả các ông chủ của Chelsea, đã từng gắn bó với môi trường của Chelsea thì chỉ là bước đệm thôi, chứ không thể là lâu dài được. Hiện nay đang có nhiều thông tin cho rằng chủ tịch Abramovich đang nhắm đến hai mục tiêu, đó là Diego Simeone và Pep Guardiola. Theo anh, ai sẽ là người phù hợp nhất để dẫn dắt đoàn quân áo xanh trong thời gian tới ạ? Tôi nghĩ đó chính là Guardiola. Trước đây người ta nghi ngờ Guardiola chỉ phù hợp với môi trường của Barcelona, nhưng mà thực tế Guardiola đã chứng tỏ ông ta có thể làm tốt ở cả Bayern Munich nữa, thì nếu đến Chelsea khả năng thành công cũng rất là cao. Trong đó Simeone là con người gai góc và cá tính, dường như là phù hợp với cái chất gì đó bụi bặm theo kiểu Latin và đặc biệt là môi trường bóng đá Tây Ban Nha. Thì tôi không nghĩ là Simeone nếu rời môi trường La Liga có thể thành công ở nơi khác. Trong đó Guardiola là người có thể thích nghi với nhiều cái tình huống khác nhau, thì tôi ủng hộ cái việc Guardiola một ngày nào đó sẽ đến với Chelsea. Anh nghĩ sao về tương lai của nhà cầm quân người Bồ? Liệu Manchester United có phải là đích đến của Mourinho? Tôi nghĩ là rất nhiều fan của MU đang hy vọng Mourinho sẽ đến thay thế Van Gaal, bởi vì với tôi thì cái giờ của Mourinho vẫn còn hơn rất nhiều những gì mà Van Gaal đang làm ở MU. Ở MU thì Van Gaal rất là được ủng hộ, cầu thủ tương đối là thuần nhưng mà phong cách chơi thì rất là bế tắc. Mourinho chỉ đơn thuần gặp vấn đề ở cái khâu quan hệ với cầu thủ thôi, chứ còn ông ta vẫn là một nhà cầm quân tài năng và sách được nó rất là rõ. Và Van Gaal rõ ràng đang rối mặc dù tiêu rất nhiều tiền của các ông chủ MU, thì tôi rất là kỳ vọng là MU thì cũng nhìn Chelsea như một tấm gương để mà làm mới mình. Và trong bóng đá thì đôi khi cũ người mới ta, Mourinho vẫn có thể làm mới mình ở môi trường MU, và MU cũng nhờ thế mà lực lượng của họ sẽ chỉnh đốn lại và chơi tốt hơn ở giải Ngoại hạng Anh cũng như là Europa League. Và câu hỏi cuối cùng, anh nhìn nhận như thế nào về trận Chelsea Sunderland diễn ra vào cuối tuần này ạ? Chưa biết là ai sẽ dẫn dắt Chelsea, nhưng mà tôi nghĩ là nó giống như một cái chuyện chúng ta vẫn nói, thay tướng đổi vận, thì rất nhiều khả năng Chelsea sẽ đá tốt trước Sunderland. Tuy nhiên có tốt tiếp những trận sau không thì không thể nói trước được, bởi vì trong bóng đá thì khi mà một đội bóng trước đấy đặc biệt đã từng mâu thuẫn với ông huấn luyện viên ấy, thì khi huấn luyện viên ra đi, cao thủ đều rất muốn chứng tỏ rằng là mình thực sự là có năng lực và họ đang làm những gì có thể tốt nhất để mà chứng tỏ năng lực của mình, thì họ sẽ đá một trận rất là quyết tâm để mà thắng Sunderland, bởi vì Sunderland không thể bằng được Chelsea về mặt lực lượng, thì tôi dự đoán là một trận thắng cho Chelsea. Vâng, xin cảm ơn bình luận viên Quang Huy về cuộc